Rồi. Con kêu ngoại lấy ra bánh tráng úp nướng như này con nè. Nướng đi. Nướng rồi, nướng rồi. Nướng từ từ rồi đó, nướng đi. Bớt lửa người còn cắt. Coi nè, coi hả? Được cái đó đi. Coi quậy làm gì vậy? Quên lấy chìa khóa mở cửa. Cái mà đều quên cái vụ lấy chìa khóa cửa. Lấy chìa khóa này rồi nó không khóa cửa này đã xong rồi hả? Con cá ăn cho thôi, con Nguyễn này nó ăn này đâu. Ăn gì còn làm gì nữa? Gì? Dạ nó sao thì làm cái gì à? Sao giờ? Để mà nó đi nó phá cửa luôn phải không? Phá cửa luôn. Ngồi hỏi cái gì? Mọi lần nó đi. Mọi lần nó đi rồi nó cầm chìa khóa theo nó có chìa khóa. Con tháo nó là cho nó cầm chìa khóa theo rồi. Ủa vậy hả? Để con rút chìa khóa. Tao sẽ mau để tao rút chìa khóa tại nó có chìa khóa cái tao quên mất tiêu. Tao thử giòn vừa cho mày. Vậy ha. Cái này nếu mà ngon hết.